Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tranh thủ sửa mấy cái IC cho khách thì tôi thể xin chào đến tất cả quý vị và các bạn nha. Ngày hôm nay tranh thủ sửa một số IC công suất lớn cho khách thì tôi sẽ làm một cái video giới thiệu đến anh em cách cách mà độ cho IC mà có thể chạy được điện áp cao hoặc điện áp thấp. Mà một số IC công suất lớn bây giờ nó đang làm sẵn rồi ấy, thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó không giống những lượng IC công suất bé. Thì đối với những IC công suất lớn ấy, thì chúng ta có thể chạy điện áp 48 này, 60, 72 hay là 84V đều được nhé. Thì chúng ta sẽ lưu ý một số cái mẹo để chúng ta cần nắm bắt nhé. Thì đây này, thông thường ấy, thì tất cả những cái IC mà công suất lớn ấy, chúng ta nên để ý nhé. Tôi lấy một ví dụ để tôi sửa con này, còn con bé này các bạn sẽ nhìn này, cái hình nó còn nét ở đây các bạn nhìn nhé. Đây các bạn nhìn thấy không, đây 60 này, 64 này, 72 này, 80V này. Đấy thì đối với những dòng IC đa năng thì chúng ta sẽ hiểu rằng là khi mà đấu ở mắc 60V này này thì nó chạy ở hệ 48 60 đấy. Và khi mà muốn chạy lên điện áp cao hơn thì chúng ta cứ nhả cái dăm này ra, hàn lên trên này. Ví dụ tôi muốn chạy hệ 72 thì chúng ta sẽ nhả cái dăm này ra, nhả hai chân này ra, hàn lên hai chân này. Đấy. Đây chúng ta nhìn kỹ nhá. Cái dăm đấy đấy. Đây. Đây. Cái dăm nó nằm chính là hai cái dây này nhá. Đây này. Đối với xe này người ta sẽ hàn ra. Đây để chúng ta đấu vào để chúng ta chạy. Nên khi một số trường hợp ấy, mà nếu mà một số IC người ta hàn vào đây thì là mặc định là sẽ chạy ở hệ 60V, nhưng nếu mà người ta hàn hai dây ra này thì bắt buộc các chúng ta phải cắm vào nhá, vì nếu không cắm vào nó không chạy được đâu. Tương tự như vậy đối với các IC lớn khác cũng thế thôi, đều có những cái vị trí cắm dăm, có thể là cắm dăm các bạn lưu ý nhé, có thể là cắm dăm hoặc là hàn cứng tùy những trường hợp. Nhưng các bạn phải lưu ý cái điểm mấu chốt quan trọng đối với điện áp thấp thì thông thường ấy, nhà sản xuất người ta làm ấy, đa phần người ta họ hay tiết kiệm cái tụ này, này cái tụ này họ làm khá là bé đấy. Thì nếu mà chúng ta hàn lên chạy điện áp 80V thì chúng ta nên lưu ý xem là cái tụ này này nó đang là bao nhiêu vôn. Ví dụ tôi hàn lên 80V thì chúng ta bắt buộc phải thay cái tụ này nhá. Đấy, vì bản thân khi mà chạy hệ 80 ấy, thì tính là hệ 80 thôi, nhưng mà bản thân khi mình dùng điện áp sạc rồi hoặc bản thân ắc quy nó đầy ấy, nó đầy thì nó còn điện áp còn cao hơn cả 80V cơ. Như thế thì chắc chắn là các cái tụ này nó sẽ nổ hết một loạt này. Đấy, nếu chúng ta mà thay cái hệ 80 thì bắt buộc chúng ta phải nâng cấp hết các cái tụ này lên nhá, ít cũng phải được 110V, 120 nhá. Thì nó mới chạy được nhé, không thì tất cả các cái tụ này nổ hết này. Đấy. Và thứ hai nữa là đối với các cái dòng IC công suất lớn này thì các bạn khi sử dụng nên lưu ý nhé. Nếu mà chạy ấy, thì nên có cái kẹp dòng để khi mà chúng ta chạy chúng ta kiểm soát được xem là cái dòng nó đấu vào điện áp ấy, đấu vào hệ thống điện áp rồi động cơ xem cái dòng nó có ổn định hay không. Thì không thì rất là hay bị hỏng cái con này, hay hỏng cái IC này. Nhiều con nó quá tải nó có thể gây ra trường hợp nổ, cháy nổ. Đấy, tôi giới thiệu lại một lần nữa nhé, để cho anh em xem nhé. Đây, khi các bạn mà muốn độ điện áp cao cho cái thằng IC này, các bạn muốn nâng lên, muốn xe nó chạy nhanh hơn. Xe là 48V mà tốc độ nó chỉ được khoảng là 45-50 km/h thôi. Bây giờ muốn nó lên hệ 60 72 chẳng hạn để cho nó nhanh hơn, tốc độ nhanh lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ lưu ý đến những cái vị trí dăm ở trên main. Đây vị trí hiện tại đang cắm đây là 60V này, chúng ta phải hàn vào hai cái điểm này vào với nhau. Đấy. Nếu trường hợp mà các bạn muốn chạy lên hệ 72V thì chúng ta sẽ hàn nối tiếp giữa cái chân 72 với chân bên này này, hai chân này với nhau. Sau đó nhả hai chân này ra nhé, cho nó độc lập nhé là được. Nhưng lưu ý khi mà đưa điện áp lên tầm 72 hoặc 84 80V thì chúng ta phải thay cái hệ ba tụ to này nhé, thay hệ tụ to này nhé. Nếu không thay thì không chạy được các bạn nhé. Đây,
đây bốn con tủ to này này, hệ tủ to này, đây các cái tủ to này phải thay hết thì nó mới chạy được và khỏe lên phải được các bạn nhé. Còn đối với các cái động AC thì thông thường bây giờ nó cũng hay hiện các cái ký hiệu ở đây rồi, nên chúng ta phải dựa vào ký hiệu để chúng ta được xác định được cái chức năng của nó nhé. Đây là một cái bài chúng ta cũng phải cần để mà nắm bắt khi mà mình chúng ta nghiên cứu và sửa hoặc là vọc các IC nhé. Đấy. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo.